Ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương để lấy ý kiến về các dự thảo nghị định của Chính phủ về đất đai. Dự tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm. Bốn dự thảo nghị định của Chính phủ được bàn bạc thảo luận tại hội nghị gồm dự thảo quy định về vấn đề bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước hồi đất, dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, dự thảo quy định về giá đất và các quy định về tiền sử dụng đất tiền thuê đất lãnh đạo các bộ ngành địa phương đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế và chi tiết đối với nội dung các dự thảo nghị định trong đó cùng với xác định rõ đối tượng áp dụng của từng nghị định đại biểu đề xuất ý kiến sửa đổi bổ sung một số quy định trong dự thảo để phù hợp với thực tiễn triển khai sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan chủ trì, soạn thảo, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện, dự thảo. Các bộ ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến sát đáng để đưa nghị định vào cuộc sống trên tinh thần thể chế hóa các chính sách quy định trong luật đất đai 2024.